Thời gian gần đây, người lao động và các doanh nghiệp liền kề công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tuyền Hưng Mậu và công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung Việt Nam tại khu công nghiệp Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vô cùng bức xúc trước việc hai doanh nghiệp này thường xuyên xả khí thải màu đen kịt, mùi khét lẹt ra môi trường khiến ai nấy đều bất bình. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung tại lô B6 O78 đường N2, khu công nghiệp Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chuyên hoạt động sản xuất dệt và nhuộm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tuyền Hương Mậu tại lô B6 O9 đường D3 chuyên sản xuất giấy nhúng melamin, giấy in vân gỗ, keo melamin, keo phenolic, giấy phim phủ cốt pha. Ghi nhận thực tế tại công ty Tuyền Hương Mậu cho thấy những làn khói đen kịt nghi ngút được công ty xả như vòi rồng ra môi trường. Tiếp tục kế bên là những ống khói của công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung cũng nhả khói không kém gì công ty Tuyền Hương Mậu. Mặc dù đang trong giờ sáng nhưng những ống khói này liên tục xả thải đen kịt cuồn cuộn ra môi trường không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Nhằm xác minh thông tin việc công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung hoạt động gây ô nhiễm môi trường, phóng viên đã liên hệ với bà Mai Hương, nhân viên công ty và gửi giấy giới thiệu. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung phản hồi tới tòa soạn. Công ty Hang Sung chân thành cảm ơn thông tin từ quý tòa soạn. Chúng tôi rất hân hạnh làm việc cùng quý nhà báo và phóng viên vào ngày 24 tháng 8 tới để làm rõ những thông tin trên. Xin trân trọng cảm ơn. Điều thật bất ngờ, vào cuối giờ sáng cùng ngày, phía công ty tiếp tục phản hồi tới tòa soạn với tinh thần bất hợp tác với báo chí. Nội dung nêu rõ, gửi báo Môi trường và Cuộc sống, như thông tin trên email, công ty đã liên hệ với anh chị sáng nay với nội dung sẽ làm việc với phía tòa soạn vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Nay, ban giám đốc công ty Hang Sung xin thông báo lại với quý cơ quan. Ngày 24 tháng 8, phía công ty sẽ không tiếp quý tòa soạn vì lý do công ty không có nghĩa vụ phải đón tiếp hay cung cấp các hồ sơ về môi trường của công ty cho quý ban. Có hay không việc công ty Hang Sung đang trốn tránh báo chí nhằm che giấu những tồn tại sai phạm của mình? Tiếp tục liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tuyền Hương Mậu về việc công ty xả khói đen, mùi khét lẹt ra môi trường. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đình Dũng, giám đốc bán hàng công ty thừa nhận. Công ty cũng được hoạt động hơn năm anh. Sản xuất giấy chứ không phải là bên mình là sản xuất hóa chất anh nhé, sản xuất giấy. Đó như mình mới có trao đổi với anh á, là do cái nguồn nguyên liệu đốt nó bị ẩm ướt. Đó là vừa rồi á, là bên mình là thiếu cái nguyên liệu, cho nên là khách hàng nó giao cái nguồn nguyên liệu mà đốt á, chất đốt á, nó bị ẩm ướt rất là nhiều, cho nên khi mà mình là đưa vô mình đốt lò thì thường thường nó gây ra cái hiện tượng như vậy thôi. À, thế là cái nguyên liệu của mình đốt lò trước đây là bằng cái nguyên liệu gì? Bên mình cái nguồn nguyên liệu nó rất là nhiều anh, chủ yếu là củi, nay mình chuyển qua than á, vì củi thì nó thực tế cái môi trường cũng không có đủ để mà bên mình đáp ứng. Mình chỉ sử dụng nó rồi nhiều loại. Thế là mình là chuyển qua than được lâu chưa anh? Cũng mới đây thôi anh ạ. Khi được hỏi đến nay công ty đã khắc phục tình trạng trên hay chưa, ông Dũng cho biết. Tức là bên mình mà có nghe những cái thông tin tức là phản ánh thì bên mình sẽ thực hiện cam kết để xử lý cái vấn đề mà khói anh ạ. Việc xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hang Sung và công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tuyền Hương Mậu, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương có biết cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này? Kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương chỉ đạo các sở ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra việc xả thải của công ty Phát triển Tuyền Hương Mậu, công ty Hang Sung và có biện pháp xử lý nghiêm về môi trường theo quy định. Trách nhiệm công vụ đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đến đâu? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.